xin chào các bạn. Trước mặt mình là chiếc Boeing 787-9 đầu tiên của hãng Bamboo Airways. Chiếc máy bay đang tiến ra đường băng cất cánh của sân bay Nội Bài. Đây là lần đầu tiên mình quay pha cất cánh của chiếc máy bay này từ góc quay thấp. View từ quán trà đá ngắm máy bay ở Nội Bài. Chiếc 787-9 của Bamboo đang dừng chờ lệnh cất cánh ở đầu đường băng 11R sân bay Nội Bài. Chiếc này mang số đăng bạ VNA819. Hiện tại hãng Bamboo Airways đang có 3 chiếc Boeing 787-9 và nghe nói chiếc thứ tư sẽ về trong quý 3 này. Chiếc 787-9 có tên Hạ Long Bay đã bắt đầu chạy đà để cất cánh. Các bạn có nghe tiếng rít thuốc lào át cả tiếng động cơ máy bay? Đó là âm thanh đặc trưng của một quán trà đá ở Hà Nội. Chiếc Boeing 787-9 đang rơi khỏi mặt đường băng sân bay Nội Bài. Và đây là pha chạm mặt đường băng của một chiếc máy bay lớn, chiếc Boeing 777-300ER của hãng Cathay Pacific. Thêm pha cất cánh của một chiếc máy bay khác của hãng Bamboo Airways. Đây là chiếc A321neo ACF đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm hiện tại của hãng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.